Trong những ngày qua, áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại hầu hết các địa phương của tỉnh Quảng Bình. Giao thông trên một số tuyến đường chính bị ngập sâu, sạt lở, nhiều địa phương bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Ngay sau cuộc họp khẩn vào sáng nay 15 tháng 10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp về các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, chủ động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, kiên quyết không để người dân nào bị đói rét, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão số 7 và tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống lụt bão. Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trong chuyến kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch. Sau khi trực tiếp thị sát tình hình mưa lũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đơn vị nghiêm túc triển khai phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tăng cường lực lượng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Riêng đối với các điểm xung yếu, vùng bị ngập lụt sâu, vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, phải nắm chắc diễn biến tình hình, kiên quyết di dời dân về nơi an toàn. Thì trước tình hình mưa lũ rất lớn này, thì Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân tỉnh đã triển khai ngay các cái phương án. Trước hết là triển khai ngay các cái phương án về 4 tại chỗ. Thì đã tích cực chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố ở trên địa bàn của tỉnh là triển khai ngay tất cả các cái phương án để giúp dân, cứu dân, đồng thời tăng cường các cái lực lượng chức năng về các cái địa bàn mà có những cái lũ lớn để tập trung để mà chỉ đạo để giúp dân, nhất là giúp dân di dời dân ra khỏi các cái vùng xung yếu và những cái nơi mà nhân dân đang còn thiếu đói, thiếu ăn. Thì như vậy là tăng cường lương thực, thực phẩm đến cho dân, đặc biệt nhất là các cái hành khách mà đi qua lại ở trên địa bàn bị tắc nghẽn, để đảm bảo không được một người nào bị thiếu đói ở trong lúc này. Với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, tỉnh Quảng Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường công tác chỉ đạo nắm tình hình, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình mưa lũ, thống kê rà soát thiệt hại để có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của thiên tai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, các cơ quan đơn vị của tỉnh tập trung tối đa nhân lực, phương tiện hiện có nhằm khắc phục hậu quả sau mưa lũ gây ra. Yêu cầu cấp ủy và chính quyền địa phương thì tiếp tục nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lũ sắp tới, mà đặc biệt nhất là diễn biến của cơn bão số 7 sắp tới, thì để tiếp tục tập trung chỉ đạo để làm sao đó bảo đảm cái an toàn tuyệt đối cho nhân dân, và lưu ý đó là tăng cường các cái lực lượng về công an, quân sự, biên phòng để phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương về cùng với dân để cứu dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tại huyện Bố Trạch, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tại xã Sơn Trạch, sau khi đi thị sát tình hình thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xã Sơn Trạch cần tập trung huy động mọi lực lượng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Đối với các thôn ngập sâu, xã cần phải kịp thời hỗ trợ lương thực cho người dân. Chính quyền địa phương và huyện Bố Trạch cần phải nắm chắc diễn biến của mưa lũ và kịp thời báo cáo với ban chỉ đạo để có sự chỉ đạo kịp thời. Sau khi lũ rút, phải tập trung giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tại khu neo đầu Cửa Danh, đến thời điểm hiện tại đã có 700 tàu vào tránh trụ bão, gần gấp đôi công suất thiết kế. Ngoài ra, còn có khoảng 700 tàu ở cả cửa sông, luồng, lạch đang có nhu cầu vào tránh trụ bão. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã yêu cầu Ban Quản lý khu neo đầu cần chú ý theo dõi dự báo của bão số 7. Nếu bão ảnh hưởng đến Quảng Bình thì phải khẩn trương di rời các tàu, đồng thời kêu gọi các tàu neo đầu dọc sông vào sâu trong khu neo đầu nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn đang có mưa rất to. Để các địa phương chủ động đối phó với mưa lũ, đồng chí Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu. Dự báo trung ương cho biết rằng là sắp tới sẽ có cơn bão số 7. Và như vậy cấp gió có thể đạt đến là cấp 13, 14. Chúng tôi trước mắt tập trung để mà khắc phục cái hậu quả của gió lũ lụt lớn. Đồng thời là tiếp tục theo dõi cái diễn biến cơn bão số 7 mà để mà có cái giải pháp ứng phó kịp thời. Tuy nhiên là cơn bão số 7 dự kiến có thể là khoảng ngày 17 nó có thể đổ bộ vào Quảng Bình. Nhưng mà chúng tôi tiếp tục theo dõi để có chỉ đạo sát hơn. Trưa ngày 15 tháng 10, đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh dẫn đầu đã tiếp cận được ga Lê Sơn, nơi đang có tàu SE-19 với 140 hành khách, trong đó có 96 hành khách là người nước ngoài đi du lịch đang bị cô lập do mực nước dâng cao. Ngay sau khi tiếp cận được nhà ga, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lê Minh Ngân đã đến động viên, thăm hỏi hành khách, đồng thời chỉ đạo lực lượng cứu hộ tổ chức đưa hành khách về trạm cảnh hỏa huyện Quảng Trạch an toàn. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan như Sở Giao thông Vận tải, rồi Công ty Đường sắt, rồi là chính quyền địa phương là tiếp cận để mà trước hết là cung cấp cả cái thức ăn, nước uống, rồi là cả cái điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Và sau đó sáng nay thì từ lúc 7 giờ sáng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã chủ trì cái phiên họp. Trong đó có rất là nhiều cái nội dung để liên quan đến là cứu hộ cứu nạn trên cái trận lụt lịch sử trên phạm vi cả tỉnh, và đặc biệt là quan tâm chỉ đạo sát sao về cái vấn đề là giải quyết cái ách tắc của cái chuyến tàu nằm ở ga Lê Sơn. Thì đã huy động chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động các cái phương tiện kỹ thuật quân dụng là để cơ giới lên tới cái địa bàn, dùng cano và cả cái áo phao, cả cái phương tiện cần thiết để chở thức ăn, rồi nước uống, rồi tất cả các cái nhu yếu phẩm sáng để phục vụ cho hành khách trên tàu, và chuyển những cái hành khách mà đặc biệt là khách nước ngoài và họ có cái nhu cầu cần phải di chuyển sớm là bằng cái phương tiện cano chuyên dùng của quân đội sang nơi an toàn để đưa về vận chuyển để bác hành khách đi về nơi cần đến một cách nhanh nhất có thể. Tại ga Lê Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hai xuồng cao tốc chuyên dùng cứu hộ cứu nạn của lực lượng vũ trang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ để tổ chức đưa hành khách về xã Cảnh Hỏa trật tự an toàn. Đến 14 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công việc vận chuyển hành khách đi trên tàu SE-19 về xã Cảnh Hỏa để tăng bo vào Nam. Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ cán bộ nhân viên đoàn tàu SE-19, đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt của tỉnh đã tiếp viện lương thực thực phẩm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chi viện. Trước đó, trong sáng nay, ngày 15 tháng 10, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố trên quốc lộ 1 khu vực đường phía Bắc Cầu Danh bị ách tắc do dải phân cách bị nước đẩy ra giữa đường làm ách tắc giao thông. Đến 10 giờ 30 phút, đoạn đường này cơ bản được lưu thông phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ. Về cái tình hình chia cắt thì đối với đường sắt thì hiện nay là đang còn tiếp tục khôi phục. Còn quốc lộ 1 thì đến khoảng lúc 9 giờ là cơ bản là đã được các ngành chức năng, công an, quân đội, rồi chính quyền địa phương, rồi ngành giao thông vận tải đã tích cực sử dụng các cái phương tiện tại chỗ và lưu thông được quốc lộ 1A. Sau khi đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại thị xã Ba Đồn và trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ tàu SE-19 bị mắc kẹt tại ga Lê Sơn, huyện Tuyên Hóa, Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình chia sẻ với những khó khăn của người dân tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Đồng chí cũng khẳng định lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục huy động tối đa mọi phương tiện, lực lượng để khẩn trương cứu hộ cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn. Tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và cả đồng chí trưởng Ban Thường vụ Thành ủy đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại sau mưa lũ ở các xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, trên địa bàn xã Lộc Ninh có một người chết đuối, đó là anh Bùi Văn Sự, sinh năm 1971 ở thôn 2 xã Lộc Ninh. Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới và cả đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, xác nạn nhân đã được vớt lên bờ và đưa về nhà để an táng. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các xã phường bị thiệt hại có những giải pháp kịp thời để chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương trục vớt các tàu thuyền bị lũ cuốn trôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại của người dân, huy động lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã đi kiểm tra tại một số địa phương trên địa bàn. Mưa lũ đã khiến 22.800 hộ dân bị ngập trong nước. Đặc biệt các thôn Linh Cần Sơn, Hà Sơn của xã Quảng Sơn có nhiều hồ bị ngập sâu hơn 1,5 mét. Mưa lũ đã làm thiệt hại nhiều hoa màu, nhiều gia súc gia cầm bị chết, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Thị xã Ba Đồn đã cấp trên 150 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để cứu trợ cho người dân tại xã Quảng Hải, xã Quảng Lộc và các xã bị ảnh hưởng.
đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục bám nắm địa bàn, kịp thời cứu trợ người dân và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Để thông tin cụ thể về tình hình mưa lũ diễn ra trên địa bàn tỉnh, hôm nay nhóm phóng viên thời sự đã tìm cách tiếp cận các vùng ngập nặng để phản ánh tình hình thiệt hại và tinh thần chủ động ứng phó của chính quyền và người dân địa phương. Toàn huyện Minh Hóa có trên 2.500 hộ dân bị ngập, nơi thấp nhất là 0,5 mét và nơi sâu nhất là 4 mét. Nhiều năm sống chung với lũ, người dân Tân Hóa đã có sự chủ động trong việc phòng chống, đặc biệt là những ngôi nhà chống lũ của nhân dân đã phát huy tác dụng. Nhân dân cũng chủ động dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng lũ kéo dài. Mình dự trữ là khi mà có như bất thời mưa lũ là nhà cơ mình chuẩn bị đầy đủ, đã có, rồi mì tôm có, rồi khi mà mình chuẩn bị lương thực khoảng 6-7 ngày. Hiện nay chính quyền địa phương thường xuyên bám sát các địa bàn để hỗ trợ người dân khắc phục mưa lũ. Đời sống của bà con nhân dân thì họ thực hiện rất là chủ động, thực hiện bốn cái an toàn tại chỗ. Hiện tại bây giờ thì đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định, nhưng mà vài ba hôm nữa thì có lẽ thì tin chắc nước rút chậm nên đời sống của nhân dân sẽ rất vất vả. Hiện nay nước lũ đã rút dần, chỉ còn ba địa phương là Tân Hóa, Minh Hóa, Thường Hóa vẫn đang bị ngập sâu. Các điểm chờ như Trung Hòa, Hòa Tiến, nước cũng dâng cao trên 1,5 mét, làm ảnh hưởng lớn đến hàng hóa của các tiểu thương. Coi như ngày qua là mưa lượng mưa rất to, mà coi như là nước nó dâng nổ ập vào xóm chờ là đột xuất. Cho nên là dân chờ đây là coi như toàn bộ hàng hóa là ngập vô trong nước một ngày qua, một đêm nay. Coi như là ngày ni là coi như là trời tạnh mưa nước rút, coi dân chờ chúng tôi mới sang mới coi như là lặt lại cái nào dùng được thì dùng, còn cái nào không dùng được thì vứt bỏ hết. Mưa lũ cũng đã phá hỏng nhiều công trình giao thông, xã Hồng Hòa bị vỡ đập trầm và đứt 30 mét kênh mương, nhiều tuyến đường bê tông ở thị trấn Quy Đạt bị sỏi lở nặng. Tại xã Hòa Phúc xảy ra nhiều điểm sạt lở núi đoạn qua đường Xuyên Á. 8 trường với 12 điểm trường bị ngập nặng. Công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục lũ lụt đang được huyện Minh Hóa thực hiện khẩn trương. Ở những địa phương nước đã rút, bà con nhân dân đang dọn dẹp nhà cửa, dần ổn định cuộc sống. Riêng ba xã gồm Tân Hóa, Minh Hóa, Thường Hóa, phương châm bốn tại chỗ đang triển khai tích cực, đã có những chuyển hàng cứu trợ đang được vận chuyển đến các địa phương để kịp thời hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, tính đến 13 giờ ngày 15 tháng 10, toàn huyện có 6 người bị thương, 8.449 nhà bị ngập, trong đó hàng nghìn nhà ngập sâu trên 3 mét. 354 hộ bị cô lập, 34 nhà bị ảnh hưởng do lũ quét và 287 hộ phải di dời để tránh lũ. Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã trực tiếp về các xã để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả khi lũ rút. Tại huyện Quảng Ninh, các xã như Hàm Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, An Ninh, Trường Xuân vẫn trong tình trạng chia cắt. Mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, 8.100 nhà dân bị ngập, 34 phòng học bị ngập, nhiều trang thiết bị dạy học bị hư hỏng và ngập trong nước. Gần 300 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, thủy sản bị cuốn trôi. Hàng trăm diện tích hoa màu bị thiệt hại, một số hệ thống đê kè canh mương thủy lợi của xã Hải Ninh và Võ Ninh bị hư hỏng nặng. Hiện nay trên địa bàn huyện Quảng Ninh, một số các hồ đập như hồ Trọc Trâu đang có nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, huyện Quảng Ninh đang chỉ đạo các lực lượng dân quân tự vệ khẩn trương gia cố những đoạn bị sỏi lở, thường xuyên túc trực đảm bảo xử lý kịp thời những tình huống xấu xảy ra. Đối với những địa phương ngập sâu như xã Tân Ninh, Duy Ninh, An Ninh, Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, yêu cầu chính quyền xã nghiêm cấm người dân qua lại khu vực nước chảy xiết, khu vực nước sâu. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể tổ chức thăm viếng gia đình có người bị tử nạn trong mưa lũ. Tại huyện Lệ Thủy, mưa lũ đã làm 1 người chết, 19.800 ngôi nhà bị ngập, 26 ngôi nhà bị tốc mái, 30 trường bị ngập sâu, nhiều diện tích hoa màu cây trồng, gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Hệ thống canh mương bị hư hỏng, các đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn, tổng thiệt hại trên 146 tỷ đồng. Trước tình hình đó, huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị và nhân dân tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để có phương án sơ tán, kiểm tra các hồ chứa, chủ động việc xả lũ, đảm bảo an toàn cho đập và hạ du, bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn những nơi trọng điểm xung yếu để giảm thiểu thiệt hại. Mưa lớn đã làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn.
Nhiều vùng như xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch, Cư Nẫm bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét, có nơi đến 3 mét. Mưa lớn đã làm 3 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương. Bước đầu xác minh, 3 người chết gồm ông Lê Văn Thân, sinh năm 1968 ở thôn 7, xã Lý Trạch, em Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2012, thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, em Hồ Thị Long, sinh năm 2003, người dân tộc Vân Kiều ở bản Rào Con, xã Sơn Trạch. Một người mất tích đó là em Phạm Hoàng Phương, sinh năm 2007, ở tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão. Đối với trường hợp bị mất tích, hiện Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch đang chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động các phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay, huyện Bố Trạch đã cấp hơn 400 thùng mì tôm, lương khô, nước uống để cứu đói cho nhân dân. Các đoàn cứu trợ cũng đang tiếp tục phân bổ hàng cứu trợ và tiền mặt, gạo, mì tôm tại các địa phương bị ngập lụt như Phúc Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch, Hương Trạch, Liên Trạch. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng trên địa bàn xã Cảnh Hóa. Nơi đây được coi là vùng rốn lũ của huyện Quảng Trạch, là trung tâm tiền phương của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện. Theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện tại mực nước lũ trên sông Danh tại xã Cảnh Hóa đang dâng cao và nhiều hộ dân vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều nơi bị ngập sâu. Và trận lũ năm nay được xem là trận lũ lớn hơn trận lũ năm 2007. Tại huyện Quảng Trạch, năm xã ven sông Danh bị ngập lụt nặng với khoảng 2.800 nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 1 đến 3,5 mét, một người chết ở xã Quảng Lưu. Địa phương thì phân công trực 24/24 và đã chỉ đạo về trực tiếp cho các cái tiểu ban để cơ sở là tăng cường công tác là 4 tại chỗ và sử dụng 4 tại chỗ để nhằm hạn chế tối đa cái rủi ro về thiên tai xảy ra đối với cả bà con dưới vùng ngập lụt. Tại xã Cảnh Dương đã có 15 tàu bị trôi giạt chìm ngoài cửa biển và 12 tàu đang bị ngập nước mắc kẹt tại cửa lạch. Tại thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú bị sạt lở trên 200 mét bờ sông với chiều sâu 20 mét, làm 110 mét vuông bến thuyền bị hư hỏng. Nhiều địa phương đã bị cô lập hoàn toàn, các tuyến giao thông đã bị chia cắt. Thực hiện công điện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì Ban Chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch chúng tôi đã triển khai xác định đây là một cơn lũ lụt lớn. Chính vì vậy mà đã triển khai toàn bộ lực lượng và phương tiện về tại dưới cơ sở vùng sung yếu, có vùng dân cư bị chia cắt. Huyện Quảng Trạch đã và đang triển khai cả phương án cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo các ban ngành chức năng về tận cơ sở giúp người dân vùng bị ngập lụt nặng. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện đã trích ngân sách để mua lương thực, thực phẩm, nước uống cứu đói trước mắt cho người dân, đồng thời có phương án di rời dân ở các nơi bị ngập sâu lên nơi an toàn. Cũng tại thành phố Đồng Hới, hơn 20 cây xanh lớn và khoảng 200 cây xanh từ 2 năm tuổi trở lên bị gãy đổ bật gốc, chủ yếu nằm trên các tuyến đường Nguyễn Trãi, Dương Văn An, Nguyễn Phạm Tuân. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như giải phóng các tuyến đường không bị ách tắc, từ đêm hôm qua 14 tháng 10, Trung tâm công viên cây xanh thành phố Đồng Hới đã huy động gần 100 công nhân và các phương tiện để vận chuyển cây bị gãy đổ. Đến sáng nay 15 tháng 10, giao thông trên các tuyến đường này đã trở lại bình thường. Do ảnh hưởng của mưa lớn, hệ thống đèn trang trí tại phường Đông Mỹ cũng bị hư hỏng. Trung tâm cũng sẽ sớm tiến hành sửa chữa để đảm bảo cảnh quan đô thị. Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình, trên địa bàn huyện Lệ Thủy, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới có hơn 3.350 con lợn, 26.890 con gia cầm chết và bị lũ cuốn. Kiểm tra tại một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đồng Hới, lãnh đạo Chi cục Thú y Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương, các chủ trang trại, gia trại triển khai ngay công tác thu gom và tiêu hủy số gia súc gia cầm bị chết do mưa lũ, đồng thời làm vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh. Về phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ hỗ trợ hướng dẫn công tác tiêu hủy gia súc gia cầm, huy động lực lượng trợ giúp các trang trại làm vệ sinh, hỗ trợ vaccine dịch tả lợn, hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi chuồng trại. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình cũng đề nghị các chủ trang trại chăn nuôi thường xuyên theo dõi dịch bệnh trong và sau mưa lũ để kịp thời có biện pháp xử lý, phòng trừ hiệu quả. Để giúp người dân các địa phương ứng phó với mưa lũ, trong những ngày qua, các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong tối qua ngày 14 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn tại nhiều vùng ngập lụt. Các lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng vũ trang Quảng Bình đã triển khai các phương án để tiếp cận ứng cứu và di dời hàng trăm người dân cùng nhiều tài sản có giá trị trong tâm lũ đến các vị trí an toàn.
Mặc dù đêm tối lũ dâng cao, nước chảy xiết, nhưng công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được triển khai tích cực khẩn trương. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các phương án phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, từ sáng sớm ngày 15 tháng 10, 100% cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương được huy động tiếp tục tham gia ứng cứu di dời nhân dân ở các vùng ngập lụt. Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chuẩn bị lực lượng phương tiện, lương thực thực phẩm, hỗ trợ người dân vùng lũ và tham gia khắc phục hậu quả sau khi nước lũ rút. Chúng tôi đã tổ chức 5 cái đoàn kết hợp tất cả các lực lượng phương tiện của Bộ Chỉ huy, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương là tập kết ra ở khu vực thị xã Ba Đồn, lấy ở khu làm sở chỉ huy tiền phương ở đấy. Sau đó tổ chức thành từng bộ phận đi về các xã, các thôn, kết hợp với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng khác là chúng tôi sẽ tiến hành là cứu hộ cứu nạn. Sau khi lũ là lực lượng quân sự sẽ phù hợp với các ngành để tham mưu cho tỉnh ủy, ban tỉnh là tiến hành các cái hoạt động để đưa vào cuộc sống của người dân vào là nhanh nhất trở lại hoạt động bình thường, đặc biệt là ưu tiên cứu không để người dân bị ở các vùng bị cô lập, bị đói, bị xảy ra tai nạn và cái bảo đảm cho vệ sinh môi trường và chống các cái dịch bệnh xảy ra. Để khắc phục tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã huy động lực lượng chốt chặn tại các điểm xung yếu, điều khiển phương tiện giao thông đi lại an toàn, tránh vào những tuyến đường bị ngập sâu gây nguy hiểm. Cũng ngay trong đêm 14 tháng 10, sau khi nhận được tin báo tại tổ dân phố 3 phường Nam Lý thành phố Đồng Hới có nhiều hộ dân bị cô lập do ngập lụt nặng, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã kịp thời triển khai lực lượng cùng với cano xuồng đến tận nơi ứng cứu người dân đến nơi tránh trú an toàn. Ngay trong sáng ngày 15 tháng 10, Điện lực Đồng Hới đã huy động toàn bộ công nhân phụ trách khu vực tiến hành kiểm tra và nhanh chóng xử lý các sự cố trên các tuyến đường dây 22 kV. Trong ngày 15 tháng 10, đã cấp điện trở lại cho các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà máy nước Phú Vinh, các khu công nghiệp và xã Trường Sơn ở huyện Quảng Ninh. Cơ bản hệ thống điện trung áp, hạ áp được duy trì ổn định. Hệ thống điện hạ áp vận hành cấp điện trở lại cho khoảng 80 đến 85% khu vực của thành phố Đồng Hới. Riêng cả khu vực đang bị ngập nước ở xã Đức Ninh, tuyến đường Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Điện lực Đồng Hới sẽ xử lý các sự cố và cấp điện trở lại khi nước rút. Vào khoảng 1 giờ sáng nay ngày 15 tháng 10, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, làm cho 22 tàu thuyền của ngư dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch bị trôi giạt, nhận chìm và mắc cạn. Hiện nay lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, thì hiện nay toàn xã có 398 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản. Mặc dù đã được neo đậu cẩn thận trước đợt mưa lũ, tuy nhiên do nước lũ đổ về rất mạnh đã làm cho 22 tàu thuyền của ngư dân xã Cảnh Dương bị trôi giạt, nhấn chìm và mắc cạn. Trong đó có 6 tàu bị chìm, 12 tàu bị mắc cạn và 4 tàu bị trôi giạt. Nước mưa nó to quá, nhưng mà cho hai cho con ở trên tàu ấy. Là khi chuẩn bị nó dê nêu cái là hai cho con như là sợ trôi ra cửa. Mà máy lúc đó là trời mưa là máy cũng không hoạt động được. Đó, cuối cùng là phải hai cho con phải tháo thân để lội vô bờ. Là nói chung là tàu nó có trôi ra là vừa vấp cái cổ ngoài kia là tàu bị lật luôn. Hiện nay, 4 tàu bị trôi giạt đã được các lực lượng chức năng phối hợp với tàu của cảng vụ Hòn La lai dắt vào bờ an toàn. Để tiếp tục xử lý số tàu thuyền bị chìm và mắc cạn tại cửa lệch, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp của huyện Quảng Trạch, xã Cảnh Dương và các lực lượng chức năng đang triển khai các giải pháp để tiến hành trục vớt 6 tàu cá đang bị chìm và xử lý số tàu bị mắc cạn. Hiện nay có 6 tàu đang đắm tại cửa lệch. Việc này thì công tác khắc phục là rất khó khăn. Thứ nhất là do dòng chảy của con sông đang lớn. Thứ hai, phương tiện ra để mà trục vớt tàu là rất khó khăn. Còn riêng tàu bị mắc cạn tại cửa lệch là trên 12 tàu, thì hiện nay địa phương đang cho người từ bờ ra để khắc phục tàu bằng các hình thức. Nếu có sự cố về máy thì khắc phục nhanh và tát nước để cho tàu vận hành và tự đưa vào bờ. Thì hiện nay chúng tôi đang triển khai tất cả lực lượng từ hội ngư dân, đội xung kích của xã đang tập trung tại bến để có sự động viên và cũng có hỗ trợ lực lượng để khắc phục cái hậu quả này. Với phương châm khẩn trương trục vớt và xử lý số tàu bị chìm và mắc cạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với ngư dân vùng biển Cảnh Dương,
Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đang bố trí phương tiện, lực lượng để tiếp cận với số tàu thuyền bị chìm nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 8 chiếc tàu bị chìm, nhiều thuyền viên vẫn đang mất tích. Đối với 5 tàu chở clinker neo đầu ở cửa Danh bị trôi dạt ra biển, một tàu đã bị chìm. Tàu Phong Nha 01 cảng vụ hàng hải Quảng Bình đã tiếp cận và cứu được 6 thuyền viên. 5 thuyền viên vẫn còn mất tích. Tại khu vực cửa Lệch Ron có 12 tàu đang bị mắc cạn, 5 tàu bị chìm, 4 tàu trôi ra biển. Hiện tại chưa nắm được thông tin thiệt hại về người. Ngoài ra tại thành phố Đồng Hới cũng có 2 tàu cá của ngư dân bị chìm. Để kịp thời ứng cứu, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã và đang huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các chính quyền địa phương, các ngành chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn các tàu cá và thuyền viên bị nạn. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở nhiều vị trí trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa phận Quảng Bình. Theo báo cáo nhanh của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình, tính đến ngày 15 tháng 10 có 16 vị trí bị sạt lở, trong đó tại km 456,000 đến km 456,090 đã bị sỏi sâu gây sạt mái ta luy dương nền đường, sâu từ 18 đến 20 m, rộng 16 m. Tại km 542,210 cổng bê tông bị cuốn trôi hoàn toàn. Tuyến đường sắt ở ga Mỹ Đức bị ngập đỉnh ray. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là ga Lạc Sơn thuộc địa bàn huyện Tuyên Hóa. Do tình hình mưa lũ nên chuyến tàu SM19 từ Hà Nội đến Đà Nẵng không thể lưu thông được và tạm dừng tại đây. Sau khi được các lực lượng chức năng hỗ trợ và giúp đỡ thì hơn 130 hành khách, trong đó hơn 90 hành khách là người nước ngoài, đã được trung chuyển đi đến nơi an toàn và tiếp tục hành trình tiếp theo. Tính đến thời điểm này, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu SM19 đã được các cơ quan chức năng, lực lượng quân sự vận chuyển đến nơi an toàn để tiếp tục hành trình. Mặc dù bị mắc kẹt do mưa lũ, nhưng ở đây tôi cùng nhiều người bạn khác trên tàu được chăm sóc chu đáo. Chúng tôi được phục vụ bữa ăn và nước uống. Cảm ơn các bạn Việt Nam. Trước ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động nhân lực, vật lực để cùng với Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình xây dựng các phương án tổ chức chạy tàu, chuyển tải hành khách khi điều kiện cho phép. Để khắc phục tình trạng ách tắc giao thông của tuyến đường sắt, hiện tại chúng tôi đã triển khai toàn bộ lực lượng từ ga Tân Ấp đến ga Tường Lâm với quân số gần 600 người. Cho đến hiện nay chúng tôi đã huy động gần được 500 mét khối đá học và đá dăm, gần 1.000 thanh tà vẹt cổ, hàng trăm rò đá, tập trung tối đa về các cái thiết bị máy móc trang phương tiện hiện có để mà khắc phục với thời gian nhanh nhất. Hiện nay thời tiết vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to nên công tác khắc phục thiệt hại tại các điểm sạt lở đang diễn ra hết sức khó khăn. Vì vậy ngành đường sắt đang tiếp tục trực chốt tại các vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở để khắc phục kịp thời, phục vụ chạy tàu trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong sáng nay tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có phần thuận lợi thì đến thời điểm trưa nay mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và tại những điểm nút giao thông quan trọng, lực lượng công an đang tiến hành phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như là tài sản cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng túc trực tại các nút giao thông bị ùn tắc để tiến hành công tác phân luồng, giúp đỡ người tham gia giao thông qua lại trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn, tiếp giáp với cầu Danh, tuyến đường tránh trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Đồng Hới và trên các tuyến giao thông khác. Phòng cảnh sát giao thông là huy động tất cả các lực lượng, phương tiện tập trung chỉ đạo là phân luồng từ đường tránh lũ thuộc địa bàn huyện Quảng Ninh và là tiến hành phân luồng từ bắc cầu Danh để đảm bảo cho các lưu lượng phương tiện đi là tuyệt đối được an toàn trên cái tuyến đường bị ngập lụt. Những cái phương tiện nào mà không lưu thông được là chúng tôi cương quyết là không cho đi, ví dụ xe loại xe 4 chỗ. Đấy, còn những cái xe mà là mà đảm bảo đi qua được cái tuyến đường lụt lụt an toàn thì chúng tôi tiến hành sẽ phân luồng cho đi để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho tài sản cho nhân dân. Đối với những đoạn bị ngập sâu trên tuyến quốc lộ 1 có thể gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông, lực lượng chức năng đã triển khai tháo dỡ giải phân cách để thoát nước kịp thời, tránh tình trạng ứ đông người và phương tiện với mục tiêu đảm bảo giao thông thuận lợi, hạn chế thấp nhất tình trạng ách tắc có thể diễn ra trên tuyến quốc lộ 1. Hiện nay Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa mưa to, vì vậy bên cạnh việc chỉ đạo người dân ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, Quảng Bình đã và đang triển khai công tác cứu trợ để đảm bảo người dân không bị đói, bị rét.
Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người dân thôn Na và thôn Hà Lợi thuộc xã Trơn Trạch, huyện Bố Trạch. Thôn Na và thôn Hà Lợi hiện đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao, cuộc sống của hàng trăm hộ dân đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ trước những khó khăn mà người dân đang gặp phải, đồng thời hỗ trợ 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Món quà tuy không lớn nhưng đã kịp thời động viên người dân vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. Buổi chiều cùng ngày, Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng đã đến thắp hương và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Gia Bảo sinh năm 2013 ở thôn Hà Lợi không may bị nước lũ cuốn trôi. Sáng ngày 15 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ huyện Bố Trạch đã tiến hành hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng rốn lũ trên địa bàn huyện. Bước đầu, đoàn đã tiến hành hỗ trợ 30 thùng nước và 300 thùng mì tôm. Hiện nay, lũ trên các sông ở Quảng Bình đang xuống chậm. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được các ban ngành và chính quyền địa phương triển khai tích cực, khẩn trương. Tính đến chiều nay, Quảng Bình đã có 7 người thiệt mạng do mưa lũ, 3 người vẫn đang mất tích, 13 người bị thương. Toàn tỉnh có 26.920 hộ dân bị ngập, 56 hộ bị tốc mái, gần 2.000 hộ dân được di dời đến những nơi an toàn. Nhiều diện tích hoa màu, cây cao su bị gãy đổ, nhiều gia súc gia cầm của người dân bị lũ cuốn trôi. Sau đây là tin bão gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 15 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 280 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 135 đến 150 km/h, giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Vùng nguy hiểm, gió mạnh từ cấp 8 trở lên, phía bắc vị tuyến 15 và phía đông kinh tuyến 116, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, biển động dữ dội, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Thời tiết khu vực Quảng Bình 24 giờ tới, trên đất liền đêm có mưa vừa đến mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Ngày có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng có gió giật mạnh. Vùng biển có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Tổng lượng mưa khoảng từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Còn sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2016. Khu vực miền núi nhiều mây, đêm có mưa vừa đến mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Ngày có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 95 đến 99%. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, đêm có mưa vừa đến mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Ngày có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 90 đến 99%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa rất to và dông, ngày có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%. Dự báo thời tiết biển có mưa và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 6 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2016, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời hửng nắng,
gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 90 đến 99%.